Do ở trang trại này sóng nó yếu các bạn ạ, cho nên là cứ được một đoạn nó lại mất sóng, cho nên các bạn thông cảm nhá. Đang quay thì lại mất sóng. Như tác phẩm này là một tác phẩm rất to, rất đẹp. Đây các bạn này, tác phẩm này cũng to đẹp. Muốn to đẹp ấy thì phải có một người đứng cạnh, người ta phải theo dõi tôi. Khi tôi nói to đẹp là người ta đứng cạnh thì các bạn hãy nhìn những người đứng cạnh, các bạn biết là các cái tác phẩm Đỗ Quyên rất là đẹp. Đây, nó to như này. Đấy, nó khủng, nó đẹp. To bằng cả một người đứng nhá. Đấy. Rồi, các bạn đây là, rồi, đây là tác phẩm Đỗ Quyên 560 đây các bạn này. Tác phẩm Đỗ Quyên 560. Có đường kính ngang bệ gốc là 48. Đây, đường kính ngang bệ gốc 48 cm, già. Già u biếu luỗng rất là đẹp. Tổng cao của tác phẩm này là 1m2 và tán của nó lên đến 1m4. Lụ hoa chi chít. Năm ngoái là cái này nở được gần 3.000 bông. Đây, lụ hoa chi chít. Bây giờ vào gắn thẻ bạn bè là gắn chỗ nào? À, đây rồi, gắn thẻ bạn bè đây. Cháu vào cái chỗ gắn thẻ bạn bè đi cháu. Cháu gắn vào, mời mọi người đây. Đây, vào cái gắn thẻ bạn bè. Không, cái máy này, chú đã bảo cháu nhiều, máy này là iPad. Cháu phải cầm dọc, không có cầm ngang, nó ngắt. Đây, cháu cầm vào đây. Đây. Cháu cầm dọc nó lên. Dọc nó lên thì nó mới ra được các cái chương trình. Còn cháu cầm ngang là nó ngắt đấy. Đấy. Gắn thẻ bạn bè ở chỗ nào không biết. Cháu tìm vào cái mục gắn thẻ bạn bè giống như chú nhé. À, trong đây nó có mục gắn vẫy tay. Chào Đặng Ngọc Trung nhá, chào Bình An nhá, cháu Bình An ơi, em Bình An ơi, vào đi để cho dân ở Tây Nguyên, dân ở Đà Lạt, Lâm Đồng của em biết cây Đỗ Quyên của bên anh nhá. Có chỗ gắn thẻ bạn bè chỗ nào? Tìm có chỗ gắn thẻ bạn bè. Vừa xong anh tìm đây nó lại chạy mất mình, chưa có kinh nghiệm. Không biết là tìm chỗ gắn thẻ bạn bè nó ở chỗ nào. À đây này, đây đây. Vào cái đầu người này, đây này. Vào cái đầu người đây. Không phải. Tao coi chỗ vẫy tay. Chào Nguyễn Quang Tuyến nhá. Hãy chia sẻ cho cây hàng độc.vn để cho mọi anh em vùng miền trên khắp đất nước biết được các cái vẻ đẹp của các tác phẩm Đỗ Quyên của cây hàng độc.vn. Năm nay là Đỗ Quyên chúng tôi là đã ấm bụi rồi, đã mở được rồi, đã nát đác nở hoa rồi, và chỉ còn một tuần nữa là sẽ nở hoa đại trà. Các tác phẩm Đỗ Quyên rất là nhiều, Nữ Hoàng Quyên trên khắp mọi miền của đất nước, các bạn hãy ủng hộ. Đây là tác phẩm này là rất là đẹp. Chào Nguyễn Linh Chi nhá, chào Đặng Xuân Bắc. Hãy like và share ủng hộ cho cây hàng độc.vn nhá. Chúng tôi đang giới thiệu những cái tác phẩm Đỗ Quyên của năm nay. Các bạn có thể mua và có thể là thuê bằng giá trị bằng 1/10 giá trị thực. Hoặc là các bạn có những cây khác của các cái vùng miền khác. Chào Lương Nhật Tân. Bạn ủng hộ cho mình nhá. Các bạn có thể là thuê, có thể là mua, hoặc các bạn có cái cây hoa khác của các cái vùng miền khác, của tỉnh khác, thì các bạn lên cái nhóm trao đổi cây hàng độc.vn, chúng ta có thể là trao đổi, đổi cho nhau. Ví dụ chúng tôi có rất nhiều Đỗ Quyên thì chúng tôi có thể đổi cho các bạn các cái cây khác. Các cây khác ở vùng các bạn có nhiều thì khó bán, nhưng mà vùng tôi chưa có thì tôi sẽ lấy các cái cây của sản phẩm của các bạn để đem về vùng miền của chúng tôi bán thì cũng rất dễ. Và chúng ta quan trọng là chúng ta không bị tồn cây, và chúng ta mang các cái cây sản phẩm của mình lên cái sàn nhóm trao đổi cây, để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những cái cây mang tính vẻ đẹp cho tất cả các vùng miền hòa nhập với nhau. Chào bạn Lương Nhật Tân. Bạn hãy chia sẻ cho cây hàng độc.vn đi.
chúng tôi sẽ đang quay trực tiếp để cho các bạn giới thiệu hộ những cái tác phẩm Đỗ Quyên rất là đẹp, đã nở hoa của cây hàng độc.vn. Một lần nữa xin giới thiệu các bạn các cái cây hàng độc.vn này có sản phẩm Đỗ Quyên là đặc hữu của vùng miền núi Giáp Lào, và chúng tôi đã di thực về, nó phù hợp trồng trên tất cả các vùng miền trên cả nước. Chào bạn Hoàng Hiệp nhé, bạn Hoàng Hiệp chia sẻ hậu giúp đi nhá. Khi cây Đỗ Quyên này đã thuần chủng rồi thì các bạn mang về các cái vùng miền, các bạn chỉ cần tưới nước vào là nó sống rất dễ. Cuộc sống của nó hoang sơ hoang dã, cho nên nó không cần nhiều thức ăn, nó sống ở các cái bờ suối mà. Chào Vương Cường nhá, Vương Cường ơi, đang chia sẻ hộ anh Minh đi. Tết về cho một bụi về mang vào trong Sài Gòn nhá. Cháu Trọng Hà nó nhớ chú Cường lắm, nó không đòi xe của chú Cường đâu, nó cho xe chú Cường đấy nhá. Chú Cường phải chia sẻ mạnh nhá. Các cái vùng Đỗ Quyên đặc hữu này thì nó sống ở các cái bờ suối, cho nên là hệ thức ăn của nó chỉ cần bám vào các cái cát và các cái hơi ẩm của nước là nó ăn được, nó không cần đất, cho nên là rất dễ sống. Các bạn chỉ về các bạn tưới nước là nó lên được thôi. Các cây Đỗ Quyên rất đẹp và có thể nở hoa được 45 ngày. Ngoài ra các bạn có thể cho thuê, chúng tôi có thể tiến hành cho thuê giá trị bằng 1/10 giá trị sản phẩm của cây, hoặc là chúng ta tiến hành đổi cây. Các vùng miền của các bạn có những cây này chúng tôi chưa có thì chúng ta tiến hành đổi cây. Chào Cao Tấn Hoàn. Cao Tấn Hoàn ơi, bạn hãy chia sẻ giúp nhá, giúp cây hàng độc.vn. Chào bạn Quang nhá, bạn Quang hãy xem các cái chương trình chúng tôi live stream trực tiếp từ giờ đến Tết, cứ buổi sáng từ 9 giờ đến 11:30 và buổi chiều từ 2 giờ đến 14 giờ đến 17 giờ để cho các bạn có điều kiện để xem những cái cây Đỗ Quyên. Nếu các bạn không có điều kiện, các bạn có thể là thuê hoặc là trao đổi những cây khác. Chúng tôi rất mang ý nghĩa là chúng tôi chỉ mong là sản phẩm của mình tung ra thị trường được và được mọi người yêu thích. Và ai chưa có điều kiện biết thì hãy biết về các cái sản phẩm Đỗ Quyên của chúng tôi, mang tính chất là quảng bá tiếp thị, đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là một tác phẩm Đỗ Quyên mà chưa có tác động gì vào, vẫn còn nguyên thô, được 2 năm rồi. Hoa nở rất là đẹp, được 2 năm rồi. 2 năm rồi chúng tôi vẫn để trong các cái bầu ươm, chúng tôi chưa lên chậu. Còn các cái tác phẩm mà lên chậu rồi thì là tạo thành các cái tác phẩm rồi thì đã lên chậu. Chào bạn Lợi Lê nhá. Bạn Lợi Lê hãy ủng hộ cho bên tôi nhá. Chào bạn. Bạn hãy đem những cái thước phim này ủng hộ cho bên tôi, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Các cái tác phẩm Đỗ Quyên lên chậu rồi. Có những cây lên chậu được 7 năm, có những cây lên chậu được 8 năm và có những tay lên chậu được 12 năm. Tất cả bên tôi là có mã số. Bạn chào bạn Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh ơi, bạn hãy chia sẻ giúp chúng tôi đi để cho mọi người đều biết. Chương trình của chúng tôi là chúng tôi sẽ chương trình trực tiếp từ giờ đến Tết, để các bạn có điều kiện đã đặt hàng rồi thì các bạn có điều kiện để xem trực tiếp cái cây hoa của mình, và các bạn lên chương trình kế hoạch để nên mà lấy cây về. Và các bạn chưa có điều kiện đặt hàng thì các bạn có thể chia sẻ giúp chúng tôi để cho các anh em bạn bè biết những các tác phẩm Đỗ Quyên nó đẹp như thế nào và nó rực rỡ khi Tết nó như thế nào. Ngoài ra chúng ta có thể đăng ký để lại số điện thoại. Hết chương trình live stream, hết chương trình quay trực tiếp thì chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp lại các bạn để thảo luận cụ thể. Các bạn có thể cho thuê, chúng tôi có thể cho thuê cũng được. Đây là một tác phẩm rất là đẹp. Đây đây các bạn này, nó mốc xì. Đẹp chưa? Gốc lên các cái lấm lũa này. Đấy. Gốc lên các cái lấm. Rất là đẹp. Wow.
Ngoài ra chúng tôi có thể cho thuê bằng giá trị bằng 1/10 giá trị thực tế của cây. Ví dụ là cây đáng giá 50 triệu thì chúng tôi cho thuê 5 triệu. 90 triệu cho thuê 9 triệu. Các bạn cứ mạnh dạn lên đăng ký và sẽ lên chọn cây và sẽ bê cây về chơi Tết. Giá trị của nó rất đích thực. Và ngoài ra là khi các bạn trả lại cây, chúng tôi lại trao trả lại tiền đặt cọc của các bạn và trừ đi 10%. Đây là chúng tôi muốn cho các bạn biết là các cái cây đỗ quyên này nó phù hợp với trồng ở xứ Lóng, tại vì nó là nguồn gốc xứ Lóng, nguồn gốc ở Lào, cho nên nó phù hợp với vùng xứ Lóng, các mọi miền. Đây, như tác phẩm này có mã số 12, tức là giá trị nó tương đương với khoảng 12 triệu. Xin chào bạn Quang nhá. Xin chào Cao Tuấn Hoàng. Các bạn hãy ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Vẫn đang chạy chương trình nhé. Đây, nhưng cái tác phẩm này là giá trị của nó là 12. Giá trị của nó là 12 triệu các bạn nhé. Ngang bệ gốc của nó là đường kính 10 và nó cao 40, rất là đẹp, rất là thiên nhiên hoang dã. Đây, tác phẩm này có 3 triệu thôi. Các bạn nào nhặt thì nhặt luôn. Các bạn nhặt tác phẩm 3 triệu để về chơi cũng được này. Cũng có hoa đầy đủ, chi chít hoa. Các bạn thích cây nào thì các bạn hãy đăng ký và để lại số điện thoại, mã số cây. Ví dụ là số điện thoại và mã số cây là chúng tôi sẽ liên hệ lại, sẽ tìm lại đúng cái mã số cây đấy cho các bạn. Đây, tác phẩm này có mã số 6, tương đương với 6 triệu. Cánh hoa nở rực rỡ. Rất nhiều chủng loại cây, từ 5 triệu đến 600 triệu. Đây, hàng này là hàng 86. Rất là nhiều, rất là nhiều sự lựa chọn. Các đơn giá đây là hàng 22. Không biết là còn chạy không nhỉ? Chào bạn Trần Xuất Việt nhá. Bây giờ nó chạy nhanh tít mù thôi. Bạn Trần Xuất Việt hãy ủng hộ cho chúng tôi nhá. Vườn đỗ quyên. Đây là đỗ quyên 22 đã bắt đầu nở hoa chung chín, nở bói rồi đây. Đây 22, số 22. Chương trình quay trực tiếp của chúng tôi chưa có kỹ thuật, chưa có cộng tác viên và cũng chưa biết cách làm. Thế nên có gì thì các bạn hãy ủng hộ nhá. Đây là một dạng đỗ quyên. Đây là một dạng đỗ quyên theo thế Bạt Phong. Bạt Phong này có mã số là 36. Bạt Phong. Cành lá rất là trần trụi. Sống trên một cái u bíu. Bệ gốc độ khoảng 30 cm, có mã số là 36, có thế Bạt Phong. Bụi này có mã số là 80. Hoa chi chít, nụ chi chít. Mời các bạn vào xem cây và thưởng thức. Chúng ta mua cũng được, không thì chúng ta giới thiệu cho bạn là đã sự ủng hộ giúp cho cây hàng độc.vn. Ngoài ra thì anh em có thể thuê cây, giá trị thuê cây bằng 1/10 giá trị thực tế. Ví dụ là cây của chúng tôi độ khoảng 20 triệu, các bạn có thể thuê 2 triệu bằng một giá trị 1/10 để mang cây về chơi Tết các bạn nhé. Quan trọng nhất của chúng tôi là đưa sản phẩm ra được thị trường và quảng bá tiếp thị cho người mọi vùng miền biết là cây đỗ quyên, nữ hoàng quyên này nó sống được ở xứ Lóng. Và chúng tôi chứng minh được nó ở xứ Lóng độ 3 năm nay rồi. Tại vì nguồn gốc nó ở Lào mang về.
nguồn gốc từ nào mang về, cho nên là chúng tôi yên tâm không có vấn đề gì về chuyên môn kỹ thuật. Sống 100% và nở hoa rực Tết, năm nào cũng nở hoa đúng vụ Tết. Nở hoa đúng vụ Tết nó tồn tại hoa độ khoảng 45 ngày. Đây là một bụi đỗ quyên mang mã số là 36, có ngọn bệ gốc là 13 cm. Chào Nguyễn Hồng Sơn. Chúng tôi sẽ trực tiếp quay từ khung giờ từ 9 giờ sáng đến 11 rưỡi sáng và 14 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ giờ đến ngày 25 âm lịch. Các cái nhà vườn nào mà đã đăng ký rồi thì khẩn trương nên lấy cây về. Và các nhà vườn nào đã tiến hành đổi cây thì hãy mang những cái cây chúng ta đã trao đổi rồi để lên và nhận cây. Chào Nguyễn Hồng Sơn. Hồng Sơn hãy chia sẻ giúp nhé. Đây là một loại đỗ quyên đặc hữu xứ Lóng, nở hoa trong dịp Tết được 45 ngày. Năm này là năm thứ 8 chúng tôi di thực ở các cái vườn, cứ mỗi một năm là chúng tôi di thực độ khoảng 100 cụm ở vườn bên nào về. Tất nhiên là vườn bên nào thì đến năm thứ 7, thứ 8 nó tròn tán rồi, bẻ tay rồi thì chúng tôi mới mang về. Sau đó là sẽ xuất ra thị trường mỗi năm độ khoảng 100 chậu. Chào Nguyễn Tâm Đình, bạn hãy ủng hộ chia sẻ giúp chúng tôi nhé. Các cây đỗ quyên rất là đẹp, nở hoa chi chít 45 ngày. Đây, hoa đã nở chi chít rồi, chỉ còn một tuần nữa là nở rực rỡ luôn. Hiện tại vườn tôi còn độ khoảng 100 bệ gốc. Các bạn hãy nhanh tay. Một là chúng ta có bằng hình thức là chúng ta thuê giá trị bằng 1/10 đỗ quyên đỏ rực, đem niềm hứng khởi hứng phấn đầu xuân năm mới đến cho các bạn. Chương trình thứ hai là các bạn có thể mua thẳng với giá ưu đãi nhà vườn lên đến 30% cho các nhà vườn lấy tại vườn. Ưu đãi giá trên niêm phong có thể ưu đãi đến 30% cho các bạn lấy số lượng nhiều, từ 10 cây trở lên. Ngoài ra là chúng tôi có chương trình trao đổi cây trên cái fanpage là nhóm trao đổi cây Hàng Độc. Các bạn có thể đưa các cái cây đặc hữu của vùng miền lên và chúng ta tiến hành trao đổi sang ngang, có thể 1 ăn 2, 2 ăn 1, tùy theo giá trị của cây. Đây là một cây đỗ quyên thác đổ có mã số là 52. Đỗ quyên thác đổ này hoa ra thì tuyệt vời, đẹp lắm. Cây xoắn vặn, có cây thác đổ duy nhất của vườn. Chào bạn Hữu Trường nhá. Bạn Hữu Trường hãy hôm nay mới được gặp bạn. Bạn hãy xem trực tiếp những cái tác phẩm đỗ quyên của bên mình. Chào bạn Phước nhá, Nguyễn Văn Phước. Các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ cho chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ phát hành từ giờ đến 25 Tết, các buổi sáng hàng ngày từ 9 giờ đến 11:30 và 14 giờ đến 17 giờ. Các bạn hãy xem và trao đổi xem những cái tác phẩm rất là cực hữu của đây là một tí nhá. Các bạn lưu lại một tí, đây là một tác phẩm nịu hoàng đế khổng lồ nhất thế giới. Nó có đường kính độ khoảng 80 cm. Đây là một tác phẩm nịu hoàng đế nổi tiếng của Việt Nam và là một di sản của cây Hàng Độc đang sở hữu. Tác phẩm này có đường kính nịu hoàng đế, đường kính nhá các bạn nhá, lên đến 80, tức là vanh 270. Có là một loại cây chúng tôi đang lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Nhưng mà mùa này thì là mùa trụi lá của cây nịu hoàng đế này rồi. Tiếp tục là chúng tôi, các bạn hãy xem. Đây, cây ba anh này đang đứng là cây thứ ba. Cây này đường kính 47, cây nịu hoàng đế, nhưng mà mùa này thì nó lại trụi lá rồi. Các cây nịu hoàng đế này rất là đắt tiền.
tiếp tục quay lại với Đỗ Quyên. Thì các bạn hãy ủng hộ. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại tin nhắn. Chào bạn Nguyễn Văn Phương nhá. Bạn hãy chia sẻ giúp chúng tôi. Các bạn hãy ủng hộ tin nhắn, để lại số điện thoại. Hoặc là các bạn có thể đăng ký thành viên vào trang nhóm cây hàng độc, nhóm trao đổi cây hàng độc.vn để thưởng thức. Chào bạn Duy Việt. Bạn Duy Việt hãy chia sẻ và thưởng thức cây của chúng tôi nhá. Các bạn có thể đăng ký vào nhóm trao đổi cây hàng độc.vn. Thì các bạn hãy đăng cây của mình lên và chúng tôi tiến hành. Trong đó là rất nhiều nhà vườn có những cái cây đặc hữu các vùng miền để chúng ta tiến hành. Ý tưởng là đưa cây ra biển lớn, có sàn giao dịch. Đưa cây ra biển lớn bằng hình thức là các bạn có nhiều cây thì chúng tôi cũng có nhiều cây bằng trao đổi. Và đưa những cây của các bạn lên sàn và sẽ không phải mất tiền. Chúng ta chỉ trao đổi cây. Một hình thức chúng ta trao đổi cây, chúng ta vừa lấy được sản phẩm của người khác về quảng bá tiếp thị ở vùng miền mình, và chúng ta vừa đưa những cái sản phẩm của mình mang đến vùng khác để quảng bá tiếp thị. Chào bạn Tuấn Kiệt. Bạn Tuấn Kiệt hãy chia sẻ giúp chúng tôi nhá. Giúp cây hàng độc ủng hộ. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tiến hành quay trực tiếp, cho nên có những nhiều điều ngớ ngẩn và khiếm khuyết thì anh em thông cảm. Chúng tôi cũng chưa biết làm việc như thế nào, nhưng mà thôi, do cái lòng thành của mình, do nhiệt huyết của chúng tôi, hôm nay chúng tôi làm chưa giỏi, ngày mai các bạn ủng hộ chúng tôi sẽ làm giỏi. Cho nên các bạn yên tâm. Về chất lượng thì chuyên môn về hoa Đỗ Quyên thì chúng tôi có bề dày, nhưng mà về cái chất lượng mà quay phim chụp ảnh quảng bá trực tiếp này chúng tôi chưa biết làm. Cho nên hôm nay chưa biết làm, ngày mai có sự ủng hộ các bạn chúng tôi lại tiếp tục làm tiếp. Và sẽ kéo dài từ 9 giờ đến 11 giờ 30 các buổi sáng trong tuần, và từ 14 giờ đến 17 giờ các buổi chiều trong tuần, từ giờ đến ngày 25 Tết âm lịch. Mong các bạn lưu lại và ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Trong thời gian quay có những cái gì mà chúng tôi chưa tích hợp được thì các bạn hãy để lại số điện thoại và mã số cây các bạn cần giao dịch, và chúng tôi sẽ liên hệ lại các bạn sau khi các cái buổi trực tiếp. Chúng tôi sẽ liên hệ lại các bạn. Các bạn nhớ để lại số điện thoại và mã cây các bạn cần giao dịch. Ngoài ra chúng tôi có chương trình quảng bá tiếp thị, có thể là cho thuê cây giá trị bằng 1/10 giá trị đích thực của cây. Sau khi 1 tháng thì các bạn trả lại cây và lấy lại tiền đặt cọc. Ngoài ra các bạn có thể đăng ký vào cái trang nhóm trao đổi cây hàng độc. Thì các bạn đưa cây của các vùng miền lên và chúng ta tiến hành. Ở đấy là có mấy trăm nhà vườn theo dõi và chúng tôi sẽ trao đổi và tiến hành trao đổi cây. Ví dụ là vườn của bạn, chủng loại của bạn có hàng trăm cây, nhưng mà vùng bạn nó đầy hết rồi thì bạn có thể là đưa ra vùng tôi đổi cho tôi. Các bạn lấy Đỗ Quyên về các bạn bán ở vùng các bạn, tôi lấy các cái sản phẩm khác của các bạn tôi bán ở vùng của tôi thì rất dễ. Và đây là một cái chương trình hợp tác, một cái ý tưởng rất là táo bạo và giải thoát cho các nhà vườn không có điều kiện đi hội chợ, không có điều kiện giao lưu, thì chúng ta đổi cây về chúng ta bán. Chúng ta đổi cây của người khác về và bán tại vườn của mình, và đưa sản phẩm vườn của mình đến những cái vườn khác trên khắp mọi miền. Chính vì vậy các bạn hãy vào, các bạn đăng nhập vào trang nhóm trao đổi hàng độc. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Đến buổi chiều 2 giờ tiếp tục phát trực tiếp. Mong các bạn đăng ký và chia sẻ cho mọi anh em để ủng hộ cây hàng độc.vn. Xin chân thành cảm ơn.